Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với mình để tiếp tục cái cuộc hành trình học tiếng Anh từ con số 0. Thì bây giờ chúng ta sẽ học đến những cái bài gọi hôm nay mình lại học tiếp cái bài bài phát âm nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ học phát âm. Ok, bây giờ sẽ học phát âm nhé. Lấy quyển vở ra, ghi vào. Cần một ai đó đến bên em lúc này, cần một ai đó đến cùng em lúc xa xăm. Ok, bây giờ sẽ học bài Glass. Glass, để cho ráng làm sao mà cái hơi nó không đi ra thì bạn sẽ tạo được cái âm G thôi. Glass, glass, như vậy. I need a glass of water, a glass of Glass, water. Thì nó sẽ ít hơi hơn. Cái cặp glass, phụ âm này khi mà đứng cuối glass, từ cũng tương glass. tự thôi. Lúc nào mà đứng cuối từ là âm G thì bạn ráng đọc âm G ra nhưng mà không có hơi. Tại vì nó là âm G, âm tiếng mà. Thì là cái âm nó hơi chờ. Nó không phải là judge, là chữ chờ 100%. Mà cũng không phải là judge 100% đúng không? Nó là judge, nó ở giữa giữa. Cặp phụ âm tiếp theo thì có là âm S với âm G. Đơn giản là S là âm hơi, rồi còn giờ là âm tiếng giờ, cũng cùng cái nguyên tắc mà nếu mà là âm hơi đứng ở cuối thì bạn sẽ phải hơi ngắt nó lên, giống như là cái mông đi, as as, chứ người ta đâu có nói là as as đâu, người ta nói là as as đúng không, as sắc as, as. Còn cái chữ giờ là âm tiếng thì nó đâu có ngắt đâu, ví dụ như là chữ sủi bọt đó, fizz, như là bỏ cái viên sủi vào nó sủi sủi sủi, fizz fizz, nó fizz chứ đâu có phải là fizz 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 đâu, đúng không? Trong tiếp theo mình muốn nói tới là âm thờ với âm đờ hay là âm chữ t với chữ d đó, hai cái chữ này khi mà đứng đầu từ thì bạn phải đọc đều lên thờ thờ thờ, rồi cái âm kia sẽ là âm dờ dờ, nó phải là âm đờ đờ ha, nó là âm dờ dờ dờ. Ví dụ như là trà dờ 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 t t là chi 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 điệu ha. Rồi còn chữ cánh cửa sẽ là door. Giờ door, 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 door. Giờ đúng không? Nhưng mà đặc biệt là khi mà hai cái chữ này nó đứng ở giữa giữa từ mà nó không phải là bắt đầu một cái âm mới nha. Tại vì nhiều khi đứng giữa từ nhưng mà vẫn bắt đầu một âm mới, như là chữ enter thì cái chữ ter đó mặc dù đứng ở giữa từ nhưng mà nó vẫn là bắt đầu cái âm ter mới, tại vì chữ in là cái chữ n nó ngắt mất rồi, nó kết thúc cái âm phía trước rồi, thì bạn vẫn phải nói điệu là cái chữ ter. Nhưng mà nếu như mà cái chữ chờ và chữ đờ mà đứng ở giữa từ mà lại không bắt đầu một cái âm mới, không có một cái sự ngắt ở phía trước đó thì bạn có thể đọc không điệu được, tại vì lúc đó thì bạn không cần phải nhấn nó nữa, nên là đọc không điệu bằng cách là đọc thả lỏng miệng là tờ với lại đờ như bình thường thôi. Tờ với đờ có thể là không nặng giống như là tờ với đờ trong tiếng Việt nhưng mà nó không có điệu, giống như là chờ với chờ. Ví dụ điển hình như là chữ học đi, là chữ study, không có ai đọc là chữ study hết á, quá điệu. Nó là chữ sờ tờ đờ y study vậy thôi, study. Và thêm nữa thì có một vài bạn cũng hỏi mình về chữ chờ với chữ đờ này đứng ở cuối từ thì phát âm ra sao. Và thêm nữa thì có một vài bạn cũng hỏi mình về chữ chờ với chữ đờ này đứng ở cuối từ thì phát âm ra sao, có phát âm ra hay không. Cũng như hồi nãy mình đã trả lời rồi á, là mình cảm thấy là phụ âm nào cũng phải phát âm ra hết. Và cái chuyện mà sau này đúng mà bạn đọc ở trong câu rồi bạn đọc nhanh rồi bạn đọc lướt thì nó sẽ mất đi bớt, thì nó là điều không tránh khỏi thôi, nhưng mà bản thân bạn phải đọc ra. Nhưng mà có điều như mình đã nói trong một vài clip trước á, là cái chữ chờ khi mà đứng ở cuối á, theo kiểu bây giờ người ta đọc á, người ta không đọc chữ chờ ra nữa, ít lắm, ít khi mà ít ai đọc chữ chờ ra lắm, tại vì nó mất công. Bây giờ người ta đọc ngắt lên thôi, cứ gặp cái âm chờ ở phía cuối là người ta ngắt lên rồi ta ngắt luôn, không có chờ ra nữa. Ví dụ là chữ hot đi, là nóng được, có hờ a thay vì đọc là chờ ra thì người ta ngắt lên luôn, thay vì người ta đọc là hot thì người ta sẽ đọc là hot hot, ngắt lên luôn, vậy là xong. Nhưng mà chữ đờ thì người ta không có ngắt lên ha, chữ đờ thì người ta phải đọc ra thôi, như là tide là sóng, hoặc là lid là cái nắp. Rồi cục phụ âm tiếp theo sẽ là âm p với âm bờ, thì hai chữ này đơn giản rồi giống như tiếng Việt vậy á. Nhưng mà nó có một cái khác nữa là ở đầu từ thì bạn phải đọc mà điệu hơn một chút, là p p nhiều hơi ra, giống như là chữ page thì p p p mà điệu hơn một chút, là p p nhiều hơi ra, giống như là chữ từ thì bạn phải đọc mà điệu hơn một chút, là p p nhiều hơn. Phở là pờ, phở là pờ. Ok, để tí mình nghe lại đoạn này. 3853.